Được không ạ? Trên tay mình hiện tại đang có một sản phẩm rất là hay đấy nhá. Đó, cái hộp của nó trông rất là buồn cười, rất là rẻ tiền nhé. Đó, nhưng mà bên trong có một siêu phẩm. Đây các bạn này. Đó. Đó là chiếc Realme Neo 5 nhá, phiên bản 16K256. Thì hiện tại mình có cái sản phẩm này về và nó cũng tương tự như mới, mình không biết là gọi là máy gì, có thể ở đây gọi là máy trả bài của hãng đi, bởi vì cái hộp nó chỉ như này thôi và cũng có eBay trên này nhưng mà nó không có phụ kiện kèm theo nhé. Và chiếc máy này ấy, rất là ngon, giá của nó chỉ trên 8 triệu thôi mà phiên bản là 16K256. Các bạn vào đây nhá, mình cho xem khi mà mình chạy lên quốc tế nó sẽ như nào nhé. Đây các bạn này, cái này chắc là sản phẩm trả bảo hành của hãng mà khi mình nhập về thì nó có nguyên cái siêu như này nhá, nó sẽ dán như này. Đó, thì trên này nó toàn là chữ quốc mình không hiểu gì cả, nhưng ở dưới này này nó có tên là GT Neo 5 phiên bản 16256 và số serie number cũng như email đầy đủ đây. Thì đây là phiên bản RMX3706 nhá, có nghĩa là đây là phiên bản sạc 150W đấy, chứ không phải là phiên bản mà sạc 240W đâu. Đó. Và cái ngày sản xuất của chiếc máy này thì là vào 11 tháng 5 của 2023, có ngày đóng gói của sản phẩm này như thế. Nhưng mà mình kiểm tra kích hoạt trên hệ thống của Realme ấy, thì rơi vào tháng 2 của năm 2023, cũng rất là mới thôi. Thế là nhiều cửa hàng sẽ quảng cáo là máy mới, thì bên mình nó như thế này thì mình cứ gọi là máy lướt đi, mình bán rất rẻ thôi. Giá của nó trên 8 triệu đó các bạn ạ. Máy mới nguyên siêu nhá, cho phiên bản 16GB RAM 256 như thế này ấy, thì mình đang bán ở mức giá tầm khoảng 9 triệu rưỡi cơ. Thì còn cái máy này thì chưa đến 8 triệu luôn, có nghĩa là nó sẽ rẻ hơn được tầm gần 2 triệu đó. À, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha, thì máy này rất là đẹp như này nhá. Đó, các bạn nhìn này, mình về rất là nhiều, mình bán gần hết rồi, rồi sắp tới mình sẽ về tiếp. Đó, các bạn nhìn này, rất là đẹp nhá, nó sẽ cũng không có gì máy mới đâu, các bạn nhìn nhá, cái chân sạc nó rất là đẹp này, rất là mới này. Đó, còn đẹp hơn là những cái lô K60 mình vừa nhập. Và chiếc máy này về thì bên mình sẽ áp lên quốc tế, và cái điều buồn cười ấy, mình áp lên quốc tế nó sẽ thành máy quốc tế là Realme GT 3 và bản trắng 240W. Rất tiếc là mình chưa có cái sạc 240W để mình thử xem nó có lên được như thế không. Nhưng khi mình chạy lên RAW quốc tế sẽ là như này. Máy này thì về phát là mình lắp SIM nó nhận luôn, chứ không phải khóa SIM giống như chiếc máy mới ngày trước nữa. Lắp SIM nhận luôn, và mình sẽ áp lên quốc tế luôn cho các bạn lấy để cho nhanh, bởi vì cái thời gian quốc tế này cũng mất khoảng tầm 2-3 phút đấy. Thế là mình sẽ áp lên luôn, bởi vì đằng nào mình cũng đã bóc ra rồi đúng không? Đó, khi áp lên quốc tế nhé, các bạn nhìn này, nó sẽ trở thành là Realme GT 3 phiên bản 240W. Đó, mình không có sạc cao, mình không biết là có lên được thật không. Đó, phiên bản này có hình rất là cao, sóng áp gần 8 Plus Gen 1 các bạn nhé. Màn hình 6.74 inch rất là đẹp, bên màn AMOLED. Pin của nó là 4600, RAM của nó là 16GB. Đó, thế nên là các bạn nào mà muốn mua một chiếc máy cấu hình cao như chip Snap gần 8 Plus Gen 1 ấy, RAM là 16GB để chúng ta chơi game cho thoải mái, thì đây là một trong những cái lựa chọn mà mình cảm thấy ok nhất, bởi vì là camera rất đẹp, màn hình rất đẹp, ROM thì ngon hơn là Xiaomi, và đặc biệt là cấu hình rất là cao với mức giá chỉ dưới 8 triệu các bạn nhé. Các bạn muốn mua chiếc máy này thì các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này, hoặc là các bạn có thể lên website msm.vn để làm trả góp online trên đấy cũng được. Chúng ta không phải đến shop, chúng ta làm trả góp online luôn. Đó, và khi mình nhận được đơn thì mình sẽ ship toàn quốc cho các bạn, nhận được máy phải thanh toán hết phần còn lại nhá. Đó. Và địa chỉ tiếp bên mình thì là 170 Lê Trai, Hải Phòng nhá. Mình chỉ có chi nhánh tại Hải Phòng thôi. Và sắp tới mình sẽ mở chỗ khác thì mình sẽ làm video sau các bạn nhá. Cảm ơn các bạn xem clip.